Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ. Trước mắt anh em đang theo dõi là chiếc xe Toyota Vios nhé. Chiếc xe nằm trong phân khúc sedan 5 chỗ cỡ B của nhà Toyota. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp những ngày đầu tháng 10 của năm 2024, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại được tăng cường giảm giá ở cái thời điểm này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái dòng xe Toyota Vios, cái dòng xe quốc dân này sẽ có thể nắm được. Hiện tại thì Toyota Vios được bán ra thị trường với 3 phiên bản, bao gồm phiên bản Vios EMT, Vios ECVT và phiên bản Vios G anh em nhé. Ở trong cùng phân khúc thì Toyota Vios đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ, nhưng cái tầm tiền ở thời điểm này Toyota Vios lại có cái mức giá thấp hơn đối thủ cũng tương đối nhiều. Ví dụ như là cạnh tranh với chiếc xe Hyundai Accent hay với chiếc xe Honda City, đúng không ạ? Nhưng cái tầm tiền của Toyota Vios đang thấp hơn với Accent đâu đó vào khoảng 4-50 triệu, kể cả Hyundai hay kể cả Honda City nữa đó. Chi tiết về khuyến mại cũng như là tổng lăn bánh từng phiên bản như thế nào thì mời anh em theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Vios EMT, phiên bản số sàn nhé. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 458 triệu. Với chính sách ưu đãi kép ở thời điểm này, anh em sẽ tiết kiệm lên đến 45 triệu anh em ạ. Tiết kiệm lên đến 45 triệu. Em tính nhầm nhé, tính nhầm qua lấy giá niêm yết trừ đi mức ưu đãi kép của bên phía đại lý và giảm 50% lệ phí trước bạ, thì giá xe đâu đó chỉ còn vào khoảng 413 triệu thôi anh em ạ. Với cái mức giá 413 triệu này thực sự là một cái con số cũng cực kỳ là hợp lý để cho anh em là cân đối anh em nhé. Sau khi áp dụng thêm quyền linh động về phụ kiện và quà tặng nữa thì để lăn bánh tại Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị cho em là 488 triệu, trả góp thì đang là 117 triệu, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 483 triệu, trả góp thì đang là 112 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 468 triệu, trả góp thì đang là 94 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí đăng ký cố định rồi, ví dụ như là tiền thuế trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em nhé. Với cái tổng lăn bánh này anh em cảm thấy phù hợp thì có thể gọi điện vào số điện thoại trên màn hình cho bên em để bên em có thể là hỗ trợ gửi bảng tính nhân bánh chi tiết, thì lúc đó anh em sẽ dễ hình dung được con số cần chuẩn bị hơn anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Toyota Vios ECVT phiên bản số tự động tiêu chuẩn. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 488 triệu. Với cái mức ưu đãi kép ở thời điểm này, anh em cũng sẽ tiết kiệm lên đến gần 50 triệu anh em nhé, tiết kiệm lên đến gần 50 triệu. Ngoài ra thì vẫn còn rất nhiều phần quà vô cùng đặc biệt để gửi tặng anh em ở cái thời điểm đầu tháng 10 này anh em ạ. Với cái mức ưu đãi như trên thì anh em sẽ chuẩn bị con số lăn bánh sẽ là như sau. Ở khu vực Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị cho em là 522 triệu, trả góp thì đang là 124 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 511 triệu, trả góp thì đang là 119 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 501 triệu, trả góp thì đang là 101 triệu. Với cái mức ưu đãi như thế này thì thực sự nó đang rẻ hơn so với chiếc xe Hyundai Accent đâu đó vào khoảng hơn 30 triệu anh em ạ. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì hoàn toàn có thể gọi điện cho nhân viên bên em để nhân viên bên em hỗ trợ anh em một cái tốt nhất anh em nhé. Và cuối cùng em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Toyota Vios G. Bản này là cái phiên bản cao cấp nhất của nhà Vios. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 545 triệu. Với cái chính sách ưu đãi kép ở thời điểm này, anh em sẽ tiết kiệm lên đến gần 60 triệu anh em nhé. Tiết kiệm gần 60 triệu. Ngoài ra thì vẫn còn rất nhiều phần quà vô cùng đặc biệt để gửi tặng anh em ở cái thời điểm đầu tháng 10 này anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 576 triệu, trả góp thì đang là 136 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 570 triệu, trả góp thì đang là 130 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 556 triệu, trả góp thì đang là 112 triệu. Đó.
Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Toyota Vios ở cái thời điểm đầu tháng 10 này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho bên em để nhân viên bên em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký ủng hộ kênh của em nhé. Cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.